Đáng lẽ ra mình phải xem video này sớm hơn để bảo vệ con của mình. Nếu như các bậc phụ huynh đang tìm kiếm một eSIM của nhà mạo Viettel để lắp vào đồng hồ thông minh hay là điện thoại để check xem là con mình đang ở đâu thì đừng bỏ qua video này nhé. Dưới đây là gói cookie mắt 50 của nhà mạo Viettel. Gói cookie mắt 50 là một trong những gói cookie dành cho trẻ em phổ biến nhất của nhà mạng Viettel ở Việt Nam. Gói cước này phục vụ nhiều dịch vụ hấp dẫn về data, thoại, nhắn tin, phục vụ nhu cầu của trẻ em trong học tập cũng như là giải trí. Với ưu đãi gói giá cước cực kỳ rẻ chỉ với 50.000 đồng trên ngày, đã có ngay 2GB data tốc độ cao và 50 phút gọi nội mạng kèm theo 20 phút gọi ngoại mạng nữa. Với 2GB data tốc độ cao là đủ cho trẻ em có thể truy cập vào những trang mạng giải trí như là Facebook, YouTube hoặc là Zalo. Miễn phí gọi nội mạng nhà mạng Viettel, điều này sẽ giúp bạn và con bạn có thể thoải mái liên lạc với nhau và bạn cũng có thể check được xem là con bạn đang ở đâu. Ngoài ra, gói cước này còn có tính năng quản lý. Phụ huynh còn có thể kiểm tra việc sử dụng SIM của con qua app My Viettel. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ. Kết luận lại, gói cước Kit Max 50 là một gói cước phù hợp cho trẻ em có nhu cầu sử dụng điện thoại cơ bản. Gói cước này với giá rẻ, dung lượng data phù hợp giúp phụ huynh an tâm hơn khi con sử dụng mạng xã hội. Lưu ý rằng gói cước Kit Max 50 này sẽ tự động gia hạn, vậy nên nếu như mà phụ huynh muốn hủy thì hãy soạn tin nhắn hủy Kit Max 50 và gửi 191. Vì an toàn của con, hãy sở hữu ngay gói cước này nhé. Oh my God!